Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ TG Phương Trinh vừa chia sẻ với người hâm mộ tấm ảnh cùng ba con trai gặp gỡ gia đình mới của Bằng Kiều. Cô viết, bốn anh em đã được gặp mặt nhau. Và hai bà mẹ cũng đã gặp nhau, Ben đi ở ngoài đẹp trai như trong hình. Trước đó, chị Phương Trinh đưa ba cậu con trai về Việt Nam thăm họ hàng. Chị liên tục cập nhật hành trình thăm quê của mình và các con. Chị Phương Trinh cho hay sau khi về miền Trung đoàn tụ với gia đình chị, cả bốn mẹ con sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt là nữ ca sĩ và các con đã sắp xếp lịch trình dành riêng cho việc gặp con út của Bằng Kiều. Tạm biệt Đà Nẵng, xin hẹn gặp lại vào một dịp khác. Cảm ơn thành phố Đà Nẵng, gia đình ở Quế Sơn và người dân xứ Quảng đã tiếp đón mấy mẹ con trong những ngày ngắn ngủi vừa qua tại đây. Bốn mẹ con đang chuẩn bị bay vào Sài Gòn để ba anh chị em gặp gỡ em út Bentley và đồng thời để họp mặt với bà con bên ngoài từ khắp nơi bay về. Cách gọi của TG Phương Trinh dành cho con riêng của chồng cũ rất thân tình, cho thấy chị hoàn toàn thoải mái với mối quan hệ mới của Bằng Kiều. Điều này khiến không ít người thích thú khen ngợi nữ ca sĩ vì cách hành xử văn minh sau khi chia tay Bằng Kiều. Trên thực tế, TG Phương Trinh và Bằng Kiều luôn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết dù đã đường ai nấy đi nhiều năm. Bản thân Bằng Kiều chưa từng gặp khó khăn trong việc giao tiếp với vợ cũ hay thăm nom các con. Đồng thời, những mối quan hệ tình cảm của chồng cũ, Phương Trinh đều biết và chúc phúc. Thời điểm Bằng Kiều công khai con trai thứ tư, nữ ca sĩ cũng gửi lời chúc mừng chân thành. Hôm nay là ngày Father's Day bên Mỹ, cũng là ngày ý nghĩa để ông bạn chia sẻ niềm vui của mình đến với khán giả. Cảm ơn ông bạn cuối cùng đã công khai Bentley, đứa em út của Beckham, Colin và Kenzie. Trên trang cá nhân, Bằng Kiều và TG Phương Trinh cũng thường xuyên tương tác gọi nhau bằng danh xưng rất thoải mái, ông bạn, bà bạn. Không chỉ cư xử văn minh với chồng cũ, TG Phương Trinh còn có mối quan hệ thân thiết với vợ mới của Bằng Kiều. Trên trang cá nhân, TG Phương Trinh đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc khi hiếm hoi có dịp cả gia đình quây quần đồng đủ bên nhau. Nữ ca sĩ tiết lộ, đây là lần hội ngũ đông đủ nhất sau 45 năm cô xa quê hương. Tuy gì viết, thăm mộ ông bà ngoại, về Việt Nam đã nhiều lần, nhưng đây là chuyến đi Việt Nam ý nghĩa nhất. Sau khi đưa các con về Quế Sơn thăm bà con và mồ mả ông bà bên nội, thì mấy mẹ con tiến vào Sài Gòn để hội ngộ với bà con bên ngoại, đi thăm mộ ông bà và các cầu dì bên Mỹ. Bà con bên ngoại rất đông, nếu tụ tập đông đủ chắc cũng phải 200 người. Từ Mỹ về có mẹ, bốn mẹ con mình và gia đình đứa em gái. Từ Úc về có dì và bốn anh chị, con của dì. Liên lịch từ 2 năm trước mọi người mới có thể sắp xếp để về chung lần này. Bà ngoại có 11 người con, chồng mất sớm. Một mình nuôi con, nên trong gia đình bà ngoại được xem như là nữ tướng. Cậu hai, cậu tư, cậu sáu và dì chín đã mất. 7 người còn lại đều sống ở nước ngoài. Nhưng vì tuổi già sức yếu nên chỉ có mẹ và dì mười về nước để gặp mặt. Chắc sẽ khó có lần hội ngộ thứ hai. Nhưng vì sức khỏe của mẹ và dì ngày càng yếu, bay đường dài sẽ rất khó khăn. Mẹ mình là Út trong 11 người con nên bà ngoại ở với mẹ để phụ mẹ trông con khi ba bị đi học tập cải tạo. Vì ngoại ở với mẹ nên các dì cậu và các anh chị họ thường xuyên ghé qua nhà để thăm ngoại. Nhờ vậy mình vẫn nhớ các anh chị, con của các dì và các cậu. Rất xúc động khi gặp lại các anh chị ấy, người trẻ nhất cũng đã U60, ký ức thủa xa xưa chợt ụt về. Ngôi nhà đầy kỷ niệm, còn mấy đứa cháu gái gọi mình bằng dì, bằng cô, bằng bà thì chịu thua. Đông quá nên không thể nào biết hết quan hệ bà con với tụi nó như thế nào luôn. Rất tiếc cho những thành viên trong gia đình
vì lý do nào đó không đi được trong chuyến hội ngộ này, cơ hội để họp mặt như thế này sẽ không còn nữa. Mình rời Việt Nam cuối năm 78, đến giờ sau hơn 45 năm mới có cuộc hội ngộ đầu tiên của con cháu. Hạnh phúc vì được có mặt trong những tấm hình kỷ niệm này. Mặc dù không về đông đủ, nhưng ông bà ngoại nơi chính suối chắc vui lắm khi thấy các con từ xa nhau kéo về. Cầu xin ông bà phù hộ cho tất cả con cháu thật nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn bình yên và mọi người biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Vì sinh ra ở Mỹ nên các nhóc tì nhà TG Vương Tinh không có nhiều thời gian sống ở Việt Nam. Chính vì thế, tranh thủ dịp các con nghỉ hè, nữ ca sĩ đưa các nhóc tì trở về thăm quê hương. Trong lần về Việt Nam, cô đã có dịp hội ngộ cùng vợ mới và quý tử của chồng cũ. Vợ mới bằng kiều thân thiện khi gặp TG Phương Trinh. Ba anh lớn nhà nam ca sĩ hào hứng tranh nhau đi thăm bé Út. TG Phương Trinh không ngại khi nhắc đến vợ mới của bằng kiều, nữ ca sĩ cho biết em ấy rất ngại lên hình nên từ lúc rỗ tin bằng kiều có đứa con thứ tư đến giờ mọi người cứ đoán già đoán non. Chắc cô ấy không đẹp nên không dám lên hình. Hôm nay mình quyết định cho em ấy lên sóng để chính thức giới thiệu em với mọi người. Hình như bằng kiều có duyên với tên Linh nên em này cũng tên Linh. Hôm nay mới phát hiện ra một điều thú vị là Linh cũng tuổi Mùi giống mình. Chỉ có điều em thua mình đến 2 giáp, tức là 24 tuổi. Cảm nhận đầu tiên về Linh là một cô bé xinh. Em có khuôn mặt hiền hòa, tên Mùi, luôn nở nụ cười tươi rói. Vì em còn trẻ nên vẫn còn nét gì đó hồn nhiên và ngây thơ. Nhìn em như là chị của mấy đứa nhỏ chứ không ra vẻ bà mẹ kế. Và em cũng thích ba anh của Ben Lee nên gọi bằng chị chứ không gọi bằng cô. Đặc biệt em rất mê ba đứa con của mình, nhất là Kenji. Suốt ngày cứ theo Kenji chụp ảnh, quay phim và si pheo suốt đến buồn cười. Mình thì cũng bị mê em Ben Lee, thấy nó hài hước, dí dỏm, đáng yêu vô cùng. Hát toàn nhạc của bố, y như anh Beckham hồi nhỏ. Mình cũng chạy theo Ben Lee quay video suốt, có khác gì Linh đâu. Linh không có chỗ nào để chê, đẹp người, đẹp nét, dễ thương. Mẹ của Linh cũng tuyệt vời không kém. Cô cũng quý các con của mình như Linh. Vợ mới có dễ thương mà gặp bà mẹ vợ, cứ nói ra nói vào thì cũng hư chuyện. Không những bằng kiều may mắn mà mình cũng thấy may mắn. Là người mới của anh ấy là Linh, chứ không phải là người khác. Cầu chúc cho ông bạn và Mai Linh mãi mãi hạnh phúc bên nhau và mong tình chị em mình luôn là như thế.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.